Cô Ngô Thị Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, cho biết, sau một năm triển khai, các trường đều đã có kinh nghiệm và chủ động hơn trong vấn đề này. Cùng với việc công bố sớm các tổ hợp, trong buổi nhận hồ sơ nhập học ngày 4 tháng 7, nhà trường cũng đã trực tiếp tư vấn cho học sinh và phụ huynh. Trường Trung học Phổ thông Việt Đức cũng công bố công khai các tổ hợp môn học sẽ được tổ chức dạy tại trường trong năm học tới. Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm ngoái là năm đầu tiên triển khai việc học sinh được quyền lựa chọn môn học ở lớp 10 nên cả trường và phụ huynh, học sinh có những lúng túng nhất định, đặc biệt là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố môn lịch sử là môn bắt buộc vào tháng 8, khi học sinh đã đăng ký môn học xong, khiến việc lựa chọn môn học phải thực hiện lại. Tuy nhiên, trong năm học này, với kinh nghiệm sau một năm triển khai và chương trình học ổn định, nhà trường đã chủ động sớm xây dựng tổ hợp môn học. Cô Quỳnh cho biết, việc xây dựng tổ hợp dựa trên năng lực đáp ứng của nhà trường, đồng thời nghiên cứu kỹ các tổ hợp xét tuyển của các trường đại học để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh trong việc dự tuyển đại học sau khi tốt nghiệp. Năm học tới, nhà trường xây dựng 10 tổ hợp, tăng 3 tổ hợp so với năm ngoái. Đáng chú ý, sau một năm chuẩn bị, trường đã có thể tổ chức dạy thêm môn âm nhạc. Điều này vừa giúp phong phú tổ hợp môn học vừa đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của học sinh, cô Quỳnh cho biết.